Vậnmayshop.com, shop app liên quân giá rẻ Ok hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo Thì ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng trải nghiệm cái skin súng là skin súng địa ngục nha mọi người ơi Với lại thì anh em có thể thấy là mình đang đội một cái mũ phải gọi là cực kỳ là ngầu Đó là hai cái đùi gà trên đầu anh em ạ Ok What the hell, tính cho anh hả em Ok Vậy là mình đã có được một cái mạng đầu tiên khá là easy mọi người ơi đây chạy qua để rút xác cái đã nào Ui What the hell Thằng nào kia vậy hả Ê hey. Bạn lại cứ làm mình sợ này Ơ kìa Đậu xanh này Hôm nay thì sĩ kẹo sẽ quay trở lại với cái bộ combo súng Lasca cộng với MP40 nha mọi người ơi Nên là mình sẽ chỉ dùng hai cái khẩu súng này thôi Mình sẽ không dùng những cái loại súng khác nha các bạn Bây giờ thì mình sẽ phải đi kiếm một khẩu Ska cái đã Đấy Trước hết là quấn cho đầy máu để chơi game một cách tự tin hơn Ok Nào Anh em nghĩ là thung lũng này thì còn ai hay không nhỉ Tôi nghĩ là vẫn sẽ có người nha các bạn M14 thì mình không có lượng Mình chỉ lượng ska thôi nha mọi người Nào Kiếm nốt cái khẩu súng ska để trải nghiệm cái combo súng là ska với lại MP40 nham thạch nào mọi người Ok để coi các bạn là mấy cái trang bị thừa thì mình sẽ vứt đi luôn cho nó rộng ba lô đấy. Lượn lờ qua phía này coi. Ui. Có một đứa ở ngay phía ngược lại mình luôn. Ok ok. Từ từ, mình sẽ kiếm súng trường cái đã. Kiếm độc một khẩu SK cái đã. Ui. Ở đây không có SK mọi người ơi. Ơ okay. kìa. What the hell? Thanh niên làm cái gì vậy hả? Ui. Làm gì vậy hả bạn ơi? Mình cầm mp 40 xấy xa luôn Nhưng mà vẫn chết người nha em ạ Ơ kìa What the hell Thật nào bắn mình căng vậy Ây à, mình còn có hai viên đạn tiểu liên mà thôi Ở đây cũng chỉ là một khẩu súng m 41 Ok, Ơ kìa Uầy Bạn ơi Chạy hả bạn Hết đạn rồi nha em ạ Mình sẽ phải chạy qua chỗ khác để kiếm đạn kìa đã với lại thì cố gắng kiếm được khẩu súng Ska À đây Ska này mọi người Ok quá ngon luôn Vậy là mình đã lượm được khẩu súng Ska Và trang bị luôn đó là Ông Ngọc Monix Đây Mình tạm gọi khẩu này cũng là Ska Nham thạch nữa nha mọi người Đơn giản là tại vì mình nhìn họa tiết của hai khẩu súng này Nó khá là giống với nham thạch mọi người ạ à. Nào ơ okay. kìa Người chạy nữa hả Đây anh chạy theo chúng ngay luôn Uầy em ơi Chạy gì mà nhanh vậy hả Bạn lại chạy nhanh quá cơ Ok đuổi theo luôn Ok Đằng sau mình nữa này Cái độ xanh Uầy 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 Ok kìa Úi dồi ôi. Bắn như thế mà chưa bắt đầu hả em Ok Cuối cùng cũng đai rồi nhá Ok Phía trên này còn người nữa Em ơi Úi dồi ôi, em ơi em ơi Làm gì vậy hả Ok Hét sóc luôn Và đây Phía trên này đang còn một thằng nữa Nào nhanh chân lên nào anh em ơi kia kìa nó kia úi dồi ôi cái đầu kìa ba viên đạn ska vào đa luôn nhá và đây ở ngay phía trước mặt chúng ta lại có thêm một đứa nhưng mà mình chưa thấy kỹ nó đâu luôn cơ từ từ anh em ạ mình sẽ át chạy qua để lượm xác của thanh niên ở ngay đây cái đã ok đó, ngồi tạm đây để cuốn máu này Thằng kia chắc là nó đang đẩy ra rồi anh em ạ Nên là chúng ta sẽ rút đồ nhanh thôi Uầy, có thêm rất là nhiều đạn súng tiểu liên Đây, mình sẽ lượm thêm tục thương Ok, ơ kìa What the hell Bắn anh hả em ơi, bắn anh hả Úi dồi, bắn anh hả em ơi Cái đậu xanh em ơi Uầy, máu trâu vậy Kìa kìa, Bắn mãi nó chưa chết, chết luôn anh em ạ. Hình như là ping ngày hôm nay thì hơi bị cao nên là chơi game bắn nó cứ kiểu là như nào anh em ạ. Như kiểu là cái địch khá là nhiều máu luôn. Ok nhá. Quấn nốt cho nó đầy 200 máu cái đã. Mình sẽ chạy qua con xe xanh dương hai chỗ này. Đây và trước hết là sẽ ăn tạm nấm cái đã. Ok ngon. rồi nha mình sẽ chạy qua vị trí của xe luôn đó cho anh em nhìn thấy là ở phía trước là mình đang còn đeo một cái kính thung lai nữa anh em thấy đồ hôm nay là kẹo mặc chất lượng chưa quá là chất lượng luôn 17 thân nữa cả nào chạy coi quan trọng là chạy để đi kiếm người nào ở à đây u rồi em ơi bắn vậy hả bắn về hả và ăn tông nhé thế là xong và kẹo đã có được mã thứ 8 khá là dễ dàng phải không anh em sát thần này thì có khá là nhiều đạn súng tiểu liên với lại thì có cả đạn súng trường nữa nhưng mà hiện tại thì ba lô của mình đã full 97 rồi lên xe và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với cái cuộc hành trình đi săn người của kẹo nha mọi người 16 thằng nữa cả đông vui phết nhỉ Vâng như vậy là mình đã có được mũ ba này giáp ba này với lại ba lô ba nữa toàn là những cái trang bị ngon mà thôi ơ kìa okay. thằng nào chạy xe ở ngay đây vậy hả ôi em ơi em ơi đứng lại đi em ơi ơ okay. kìa ui rồi đứng lại thật hả em ơi ok và xong rồi nhá có được mạng thật chín vô cùng là đơn giản ơi à, mình sẽ quay trở lại chiếc xe ô tô này và chạy đi săn người thôi nào ơ okay. kìa ở đây cũng có người nữa hả căng 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 nó đâu vậy À kia nó ở ngay phía dưới Cái độ xanh này Ui em ơi Ơ kìa Bắn căng như vậy mà chưa hack sóc hả What the hell Kiểu mạng nó hơi bị lỗi nha em ơi Ok nhá Vậy là chỉ còn lại có 12 thanh niên nữa Mình sẽ quấn máu cái đã Quấn máu cho đầy máu và chơi game nó tự tin hơn Đây Quấn nốt phát nữa này Ồ Nhanh thật anh em ơi Vậy là mình đã kêu được cả 10 mạng rồi cả Ok Chúng ta sẽ chạy lên phía trên Và tất nhiên là Lại lấy con xe này Đi săn người cho nó nhanh Ơ okay. kìa Lái xe hơi ngáo xíu nên là chúng ta sẽ phải lùi xuống Đó Và bây giờ thì chạy nó khá là easy anh em ạ Không có khó khăn gì cả Ơ okay. kìa Còn lại có 8 đứa thức cả Wait. các bạn lại kêu nhau nhanh vậy chạy lên trên cái quay nào quái có một cái hầm thính này lên luôn sao phải ngại ui rồi ôi tám mạng nữa này hello và thính này có ai không vậy mình sẽ chạy qua thính coi chắc là không có ai đâu chính xác là không có ai luôn mọi người ơi kiểm tra thính cái nào Ê, kìa, hơi lác xíu mọi người ạ Uầy Như vậy là mình đã có được một cái giáp ba mới Nào Nhảy qua ô tô nào Ok Ơ okay. kìa Lái xe Kiểu như là mình nhảy xuống xe nó lại hơi bị lag xíu anh em ơi Không sao Tám thằng nữa hả Rồi bây giờ là có giáp ba mới rồi Mình chơi game nó sẽ Máu trâu hơn À đâu Cái sức chịu đựng đạn nó trâu hơn anh em ạ Chữ ai gọi là máu trâu hơn chạy lên trên phía này coi còn lại có 7 đứa cố gắng kiếm thêm vài kill nữa rồi là top một luôn nha anh em lên trên đây con nào uầy lại một thanh niên nữa phải rời khỏi trận đấu bây giờ còn lại có 6 người này ok ờ, kìa ở đây ở đây có người nha các bạn ơi u rồi em ơi làm cái gì vậy hả xong rồi nhá uầy mình bị bay anh em ạ What the hell Đây à em ơi Solo với anh không Solo với anh này Ơ kìa Ơ kìa Ơ kìa Ơ kìa em ơi Xong nhá mình đã có được 12 kill Anh em đã thấy là căng chưa Quá căng luôn chứ lại Lúc nãy là vừa đổi nhầm qua SS Nên là mình đã nhanh chóng đổi lại MP40 rồi nha Lên xe và chạy tiếp thôi nào Còn lại có 3 đứa nữa ở trong vài đấu này thôi Cố lên nào anh em ơi. Lại sắp tốt một rồi. Chạy xuống dưới này thử coi. Hello. Ở đây có ai không vậy? Mình sẽ chạy vào UAV kìa đã. Trong UAV không có người. Vậy nên là chúng ta sẽ lái xe qua các khu vực khác một xíu nha. Ô. Thằng nào đang đứng kia vậy? What the hell? Đơ hả em? Úi dồi ôi! Ăn ngay một phát tông Bay cao bay xa quá nhỉ Và bay ra khỏi trận đấu luôn Ok Và bây giờ còn lại có hai đứa này hai đứa nữa thôi Sắp tốt một rồi nha em ơi Vui quá nhỉ hai thật lại đâu Các chú đang ở đâu vậy Mình sẽ chạy thẳng cái phía trước mặt này coi Hướng 30 độ này Uầy không thấy ai Trách xuống hướng 345 cũng chẳng thấy ai cả Đơn giản là tại vì là bo nó đang hơi to một xíu mà Nên là chờ bo nhỏ lại một xíu Chúng ta sẽ dễ dàng kiếm người thôi Hai thằng còn lại đâu vậy? À ở đây có một cái nương giáp này Chuẩn bị lên được giáp 4 anh em ơi Quá đã luôn Úi dồi ngon nhá Vậy là mình đã có được một cái giáp level 4 này Ok Lên xe Và tiếp tục lái xe đi ăn mạng thôi Đây mình sẽ kiểm tra thính cái đá Quên mất anh em ạ Quầy thính FVD Nên là khỏi lượm luôn Còn lại có hai thằng thôi mà hai bạn đang ở đâu vậy Để mình tìm nãy giờ Là hơi bị mệt mỏi rồi nhá trên này là mình chẳng thấy các bạn đâu thế là rút cuộc các bạn đang ở đâu vậy chịu luôn nhỉ lên trên chỗ này coi uầy chưa thấy ai anh em ạ chạy thẳng theo hướng này coi nào uầy vẫn chưa thấy ai còn lại có hai đứa thôi mà công nhận là kiếm vất vả quá cơ đây võ an toàn lại đang thu lại rồi chắc chắn là chúng ta sẽ sớm thấy được hai đứa còn lại thôi ôi một đứa ở phía trên cổng trời phi thẳng xe lên luôn dám bắn anh cơ à căng 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 anh sợ chú quá rồi đấy ôi em ơi quần trắng hả em quần trắng thì cũng đai luôn nha đây bây giờ là còn lại có thằng cuối nữa thôi mọi người ơi còn lại một thằng cuối nữa là trong trận đấu rồi Úi dồi thanh niên cuối cùng ở ngay đây chứ đâu nữa Em ơi chạy hả? Em ơi đừng có chạy nha Ok, cần gấp luôn Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé